Đó, đây cũng là cái giao diện mà chúng ta sẽ làm trong khóa này, và chúng ta sẽ sử dụng CSS thuần để chúng ta làm. Ok chưa các bạn? Thì những cái liên quan đến đến những cái hiệu ứng xem ảnh này thì các bạn chưa cần phải làm. Đó, thì sau buổi này thì chúng ta sẽ có bài tập. Thì hôm nay chúng ta sẽ học thêm một vài cái liên quan đến CSS nữa để chúng ta có thể hoàn thiện được cái bài tập này, đáp ứng được cái bài tập này. Ok chưa các bạn? Thì hôm nay chúng ta sẽ học về cái gì? Thì có hai cái khái niệm mà chúng ta sẽ học trong buổi hôm nay. Phần lớn buổi hôm nay thì chúng ta sẽ vẫn dành thời gian để thực hành nữa, và chúng ta sẽ thực hành sử dụng Flex để anh sẽ chữa cái bài tập của buổi trước. Bài của buổi trước anh có giao cho lớp mình. Đó thì anh sẽ ứng dụng vào Flex để anh sẽ chữa cho các bạn cái bài đó, ứng dụng Flex của buổi trước và cái kiến thức của buổi hôm nay nữa. Để anh sẽ chữa. Đó, còn đây sẽ là cái bài tập về nhà. Thì đối với cái giao diện này thì nó cũng không quá phức tạp. Bởi vì đây nó chỉ có một trang homepage như thế này thôi, và trang sản phẩm chi tiết thì nó là cái này luôn. Đó. Nó không quá phức tạp, menu của nó cũng đơn giản. Đó. Ok chưa? Đây. Thì ở đây cái này về cơ bản thì nó đã hoàn thiện rồi. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ học học về phần gì? Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cái khái niệm nữa, đó là biến ở trong CSS. Chúng ta sẽ tìm hiểu về biến trong CSS. Hay nói cách khác, nó là CSS variable. Đó. Bạn nào đã nghe về khái niệm này rồi? Lớp mình có bạn nào ở trong lớp, anh nghĩ là có nhiều bạn đã và đang làm việc với CSS rồi. Thậm chí là có những bạn đi làm rồi. Bạn nào đã nghe về khái niệm này rồi? Đó, thì khi nói đến biến trong CSS thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến SCSS hay là SAS đúng không? Đó, hoặc là LESS. Các bạn sẽ nghĩ ngay đến hai cái khái niệm này, có đúng không cả lớp? Đó. Thì tại vì sao? Tại vì khi mà các bạn viết CSS với SAS hay là với LESS ấy, thì các bạn đều sử dụng cái khái niệm này, đều sử dụng cái này, đúng không? Thì các bạn sẽ sử dụng cái này. Thì tại sao vậy các bạn? Nhưng cái mà anh muốn là anh muốn các bạn hiểu bản chất, hiểu bản chất. Thì biến ở trong CSS để làm gì và nó có ý nghĩa như thế nào? Bạn nào có thể trả lời cho anh được câu hỏi đó không? Trước khi mà anh đi vào chi tiết cái phần này, nếu mình có ai có thể trả lời cho anh được câu hỏi đó không? Biến ở trong CSS nó có ý nghĩa như thế nào? Anh có một cái ví dụ như thế này để các bạn có thể hiểu hơn. Anh có một cái ví dụ ví dụ như thế này. Đây. Anh lấy ví dụ khi mà chúng ta làm việc với CSS thì sẽ có rất nhiều vấn đề. Thì một trong những cái vấn đề mà chúng ta hay gặp phải đó chính là sự trùng lặp code. Có đúng không các bạn? Khi mà các bạn đúng rồi, đúng chính xác, Việt Hoàng trả lời câu này chính xác. Đó, thì khi mà các bạn làm việc với CSS thì chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề, đặc biệt là những người mới nhé, thì chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề đó là trùng lặp code, trùng lặp code. Thì các bạn có thể nhìn vào cái ví dụ này. Ví dụ ở đây anh có hai cái thuộc tính, hai cái thẻ có ID và class như thế này, và anh định nghĩa cái color, tức là cái màu chữ của văn bản ấy, màu của văn bản nó có màu này. Đó, thì các bạn thấy là khi mà anh định nghĩa màu chữ như thế này thì vô tình anh đã
cái giá trị này của anh sẽ khai báo lặp đi lặp lại đó. Và kể cả các bạn làm những giao diện mà các bạn đang thực hành hàng ngày cũng vậy, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ bị lặp đi lặp lại code, có đúng không? Đó, thì làm cách nào để chúng ta có thể giải quyết được cái bài toán này? Trước hết anh sẽ có một cái ví dụ như thế này, anh sẽ demo để các bạn có thể hiểu hơn. Anh sẽ có một cái gọi là page 1 như thế này. Ở đây sẽ là page1.html. Đó, và anh sẽ lưu nó vào trong đây. Anh sẽ để lại gian một đi. Ví dụ một. Đó, được chưa? Anh lấy ví dụ, anh có một trang như thế này. CSS available. Đó. Anh có một trang như thế này. Và bên ngoài anh sẽ có một cái div container như thế này. Ok chưa các bạn? Trong container anh sẽ có một cái div có class là item. Variable. Sorry các bạn. Đây, anh sẽ có một cái class là item như thế này, và ở đây ví dụ anh có một cái thẻ là H3. CSS variable. Đây. Đó. Được chưa các bạn? Đây. Anh sẽ chạy ra lên. Đây. Ok chưa? Đó, anh sẽ chạy ra lên này. Anh giả sử ở đây của chúng ta, anh sẽ có ở trên này là H2 này, dưới này là H3 này, xong dưới này chúng ta sẽ có H4, giả sử như vậy. H4. Đó, ok chưa? Và anh sẽ chạy trang này lên. Thì nó sẽ như thế này. Đó, nó sẽ như thế này. Anh giả sử anh muốn định nghĩa cho thẻ H3 của chúng ta. Cho thẻ H2. Anh định nghĩa cho thẻ H2 nó có cái màu giống như cái màu này. Này, sẽ là color này. Đó, được chưa các bạn? Và anh sẽ định nghĩa cho thẻ H3 và H4. Đó, được chưa? Chúng ta sẽ chạy nó lên. Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ quy định được cái màu chữ cho ba cái thẻ này. Thì ở đây nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy là cái code của chúng ta nó đang bị trùng lặp. Nó đang bị trùng lặp. Đó, thì một số bạn sẽ bảo là chúng ta có thể viết như thế này thì tránh được trùng lặp. Đó, tuy nhiên đây là một cái ví dụ để các bạn hiểu về cái sự trùng lặp code thôi. Còn trong thực tế chúng ta bị trùng lặp như thế này khá là nhiều. Ok chưa? Chúng ta bị trùng lặp như thế này khá là nhiều. Và một điều quan trọng nữa đó là khi mà các bạn làm giao diện cho một trang ấy, thì hầu hết nó sẽ có sự nhất quán về màu sắc. Tại sao lại nói về có sự nhất quán về màu sắc? Bởi vì đối với màu sắc của một trang, nó sẽ theo các bạn thì nó sẽ ăn theo cái màu của cái gì? Đối với màu sắc của một trang thì màu sắc nó bao gồm màu chữ, màu background, màu border, thì nó sẽ bám theo màu của cái gì các bạn? Đó. Thì nếu bạn nào mà đã từng làm về thiết kế rồi ấy, thì các bạn sẽ biết là khi mà các bạn cái màu chủ đạo của một trang ấy, nó sẽ ăn theo màu của logo, logo của trang đó. Thì logo nó có những cái màu chủ đạo như thế nào thì cả cái trang đấy nó sẽ ăn theo những cái màu liên quan đến màu chủ đạo đó, như là màu chữ này, màu border này, màu background này. Đó, tất cả những cái liên quan đến màu nó sẽ ăn theo cái màu của logo. Được chưa các bạn? Thì quay trở lại cái ví dụ này. Thì đây là một cái trường hợp mà chúng ta bị trùng lặp code. Đó, giả sử sau này chúng ta muốn thay đổi màu chữ, muốn thay đổi màu chữ cho ba cái thẻ này. Trong trường hợp này là có ba thẻ này.
Nhưng mà ví dụ trên một trang của chúng ta và trang đó nó khá là phức tạp nữa thì nó có rất rất nhiều chỗ sử dụng cái màu này. Các bạn hiểu ý ý của anh không? Nó có rất nhiều chỗ chúng ta sử dụng cái màu này. Đó. Vậy nếu mà chúng ta muốn thay đổi những chỗ chúng ta đang sử dụng cái mã màu này thì ít nhất chúng ta sẽ phải tìm hết toàn bộ những cái chỗ đang dùng nó để chúng ta thay. Đó. Thì điều đó nó sẽ rất là mất công. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa đó là gì? Đó là cái việc mà các bạn khai báo nó lặp đi lặp lại như thế này này thì nó cũng khá là tốn thời gian và khá là tốn công sức trong quá trình các bạn viết code. Đó, thì đấy là hai cái vấn đề khi mà chúng ta làm việc với CSS và khi chúng ta bị trùng lặp code. Đó, nó liên quan, nó ảnh hưởng đến cái việc mà các bạn code ở thời điểm hiện tại và nó ảnh hưởng đến cả cái việc mà sau này các bạn maintain và bảo trì, tức là sau này các bạn đi sửa, đi thay đổi thì nó cũng sẽ mệt hơn rất là nhiều, đúng không? Đó, thì để giải quyết vấn đề này thì CSS nó cung cấp cho chúng ta một cái khái niệm, đó chính là biến ở trong CSS. Đó, mình có hiểu không? Đó, và nó dùng như thế nào? Thì trong CSS nó dùng như thế này. Trong CSS nó dùng như thế này thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái selector là root như thế này, và ở trong cái root này nó sẽ quy định về màu sắc của các biến đó, và mỗi cái biến đó nó sẽ có một cái màu. Ví dụ ở đây anh sẽ để là pink color đi đó, và nó sẽ mang cái màu này đó. Ok chưa các bạn? Và ở những chỗ này chúng ta muốn dùng nó thì chúng ta sẽ sử dụng cái này, pink color như thế này đó. Ok chưa? Và sau đó chúng ta sẽ chạy ra lên như thế này đó, được chưa? Anh chạy ra lên thì cái phần này nó không thay đổi, các bạn nhìn thấy là nó không không có sự thay đổi, màu của nó vẫn như vậy, được chưa? Và giả sử trong tương lai anh muốn thay đổi cái màu này, ví dụ trong tương lai anh thay đổi logo và anh muốn thay đổi cái màu này nó sang thành một cái màu khác thì chúng ta chỉ cần thay đổi ở đây. Đó. Thì ngay lập tức tất cả những chỗ chúng ta đang sử dụng cái màu này nó cũng sẽ thay đổi theo. Đó. Thì đây chính là ý nghĩa của biến ở trong CSS. Đó, nó giúp cho chúng ta kế thừa lại được những cái mà chúng ta đã định nghĩa và chúng ta có thể dùng nó ở rất nhiều nơi khác nhau. Khi chúng ta thay đổi một chỗ thì nó sẽ thay đổi ở rất nhiều nơi. Được chưa các bạn? Lớp mình có hiểu không? Các bạn có hiểu không? Đó. Rồi, tiếp tục. Thì đối với biến ở trong CSS thì đây là cái cách để chúng ta có thể sử dụng và khai báo một biến trong CSS. Thì biến ở trong CSS nó còn có những cái khái niệm như thế nào nữa? Thì anh có một cái ví dụ như thế này. Đó. Cái khái niệm tiếp theo đó chính là cái tính scope. Scope trong của biến. Scope của biến ở trong CSS. Đó. Thì nó như thế nào? Khái niệm về scope của biến thì nó như thế này. Quay trở lại cái ví dụ này. Đó, thì ở đây các bạn thấy là anh đang có ba cái thẻ item như thế này. Anh sẽ định nghĩa các thẻ item ở trong đây như thế này. Đó, anh sẽ định nghĩa item. Đó, và anh sẽ có border cho nó, ví dụ một pixel solid và nó sẽ có cái màu ở trên. Sẽ lấy lại cái màu ở trên. Đó. Anh sẽ có item này. Đó. Và ở đây anh sẽ định nghĩa border cho nó. Pixel solid và chúng ta sẽ có cái màu ở trên như thế này. Đó, anh hoàn toàn có thể sử dụng cái này. Được chưa các bạn? Chúng ta chạy ra lên.
thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đang có những cái thuộc tính liên quan đến border của cái thẻ này. Đó, được chưa? Và anh sẽ đặt margin bottom để các bạn nhìn thấy nó có một cái khoảng đã. Đây anh sẽ dùng một cái màu khác để là orange. Đó, ok chưa? Thì chúng ta sẽ có một cái danh sách như thế này. Và trong đây chúng ta sẽ có mỗi cái này, chúng ta sẽ có thêm một cái thẻ liên kết nữa. Là sử như vậy. Ví dụ anh để đây là read more. Đó, ok chưa? Và trong đây là read more. Đó. Thì các bạn thấy là để khai báo một biến ở trong CSS thì chúng ta khai báo ở trong selector root như thế này. Chúng ta khai báo trong selector root như thế này. Nhưng chúng ta cũng hoàn toàn có thể định nghĩa một cái biến. Định nghĩa một biến ở trong một cái phần nào đó trên ở trong một cái selector khác. Ví dụ cụ thể là trong selector của item, anh hoàn toàn có thể định nghĩa ra một cái biến, ví dụ như là text color, item text color, item color. Đó, giả sử như vậy. Và anh sẽ để đây là có màu row chẳng hạn. Đó, được chưa? Anh chạy cái này lên thì chúng ta thấy là cái rest more này, thẻ A này của chúng ta, nó đang có một cái nó đang nằm ở trong thẻ item. Được chưa các bạn? Nó đang nằm trong item. Và trong item chúng ta đang có một cái item text color như thế này. Đó, ok chưa? Lúc này anh hoàn toàn có thể định nghĩa cho thẻ A như thế này. Anh có thể định nghĩa cho thẻ A của anh có một cái màu như thế này, color là từ item anh sẽ định nghĩa là color. Rồi chúng ta sẽ gọi đến cái gì? Chúng ta sẽ gọi đến một cái mã màu ở trên đó, nó chính là item text color. Đó, và chúng ta chạy lên thì cái thẻ A này của chúng ta nó sẽ có một màu nâu. Đây các bạn thấy nó chuyển sang màu nâu, được chưa? Đó, thì tại sao lại gọi cái này là scope? Scope có nghĩa là phạm vi sử dụng của cái biến này, của cái biến mà chúng ta vừa khai báo này. Đó, tại sao chúng ta lại gọi là scope? Thì nó như thế này, anh sẽ làm rõ cho các bạn. Anh giả sử ở bên ngoài này, bên ngoài item và trong một cái div khác, anh có class, ví dụ như là anh để là một cái class liên quan đến checklist chẳng hạn. Checklist. Và anh cũng có rất nhiều thẻ A. Li. A, ví dụ như anh sẽ để on như thế này. Đó. On 2. Đó, anh chạy nó lên. Đó, thì các bạn thấy sao? Các bạn thấy là cái thẻ A của chúng ta nằm ở trong cái div có class là checklist, thì nó không bị ảnh hưởng CSS bởi cái việc định nghĩa CSS cho thẻ A ở đây, đúng không? Thì nhiều bạn sẽ bảo rằng là nó không bị ảnh hưởng bởi VLA. Bởi vì là chúng ta đang khai báo theo cú pháp như thế nào các bạn? Cái cú pháp khai báo như thế này nó gọi là gì các bạn? Chúng ta đang khai báo theo cái đường dẫn như thế này. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta chỉ quy định những thẻ A nằm trong item thôi, thì nó sẽ không bị ảnh hưởng, đúng không? Nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái thuộc tính CSS color này. Đó. Bây giờ nếu anh bỏ hẳn đi như thế này, thì các bạn sẽ thấy là thẻ A nằm ở trong item nó vẫn có một cái gì các bạn? Nó vẫn có một cái color, nó vẫn có một cái màu là màu nâu như thế này. Được chưa? Thậm chí anh để thêm cả vài cái background vào đây, ví dụ anh để là zero chẳng hạn. Anh để background là zero. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là đó, cái background của nó thì nó ảnh hưởng
đến tất cả những thẻ A nằm cả ở bên ngoài và bên trong item, bởi vì chúng ta ở đây chúng ta gọi thẳng trực tiếp đến thẻ A. Ok chưa? Nhưng ở đây nếu mà anh để là item BG color, sau đó anh để là zero, nó như thế này. Và ở đây anh sẽ khai báo là item BG color đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này thuộc tính background color này này dành cho thẻ A nó chỉ có ý nghĩa đối với những thẻ nằm ở trong cái div item này thôi. Đó, được chưa? Còn những cái ở bên ngoài thì không có ý nghĩa, nó sẽ không nhận. Ok chưa? Thì cái biến ở trong item này nó gọi là biến local. Nó chỉ có phạm vi sử dụng cho những cái nằm bên trong cái div có class là item thôi. Đó, mình có hiểu ý của anh không? Đó, những cái biến được định nghĩa ở trong item này này, nó chỉ có ý nghĩa, nó chỉ có tác dụng đối với những thẻ nằm ở trong cái div có class là item thôi. Đó, mình có hiểu không? Đó, chính vì vậy thẻ A nằm ở bên ngoài class item kia thì nó sẽ không có ý nghĩa, nó sẽ không nhận được cái thuộc tính, không nhận được cái thuộc tính background và không nhận được cái thuộc tính color. Đây, cụ thể là những thẻ A này thì nó sẽ không nhận được. Đó, được chưa các bạn? Ok chưa? Đây, anh sẽ làm theo yêu cầu của bạn kia, đó là background color là red. Chúng ta sẽ chạy lên này. Lát nữa anh sẽ nói về ghi đề. Đó. Tại sao nó lại như vậy? Khi mà các bạn khai báo một cái thuộc tính và nó nằm ở phía sau như thế này. Anh sẽ đặt phía trước đi. Phía sau thì chắc chắn là nó sẽ ghi đề hết rồi. Nhưng đặt ở phía trước thì nó sẽ như thế nào? Thì đối với thẻ A nằm ở bên ngoài lúc này nó vẫn nhận thuộc tính background color. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang định nghĩa trực tiếp. Đây. Background color. Đó. Nhưng vì lý do gì mà nó lại không có cái màu đỏ đây? Bởi vì là chúng ta đang sử dụng cái background này, và cái background này thì nó bao gồm cả background color và background image rồi. Trong khi đó chúng ta sử dụng cái biến ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không hiển thị cái màu đối với thằng này, nhưng nếu nằm sau thì nó sẽ ghi đè hết nhé. Đây. Đó, thì nó phụ thuộc vào thứ tự mà các bạn khai báo nữa. Ok chưa? Đó, thì lúc này cái này sẽ là cái có giá trị lớn nhất bởi vì nó được khai báo sau cùng theo đúng tính chất của đúng ưu tiên thôi. Ok chưa các bạn? Các bạn đã hiểu về cái khái niệm về biến scope chưa? Khái niệm về scope ở trong của biến trong CSS chưa? Đó. Thì những cái biến mà được khai báo ở trong item nó chỉ có tác dụng cho những cái thẻ nằm ở trong nó thôi. Ok. Được chưa các bạn? Nếu mình có câu hỏi gì về phần này không? Tiếp tục nhá. Tiếp tục chúng ta sẽ có một khái niệm nữa, đó là ghi đề. Ghi đề. Thì ghi đề như thế nào? Đây. Các bạn nhìn vào đây. Anh giả sử đây, chúng ta nhìn vào đây nhá. Anh giả sử cái thẻ H4 của chúng ta này, thẻ H4 của chúng ta nó đang có cái màu này. Ok chưa? Đó. Và chúng ta đang dùng chung như thế này. Nhưng bây giờ anh muốn là anh không muốn thẻ H4 của chúng ta có màu này nữa. Đó. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta có thể làm như thế này. Đó. Chúng ta chạy nó lên. Pink color nó đang không nhận. Pink color của chúng ta là red. À rồi, từ từ. Nó sẽ như thế này. Đối với H4 này, khi mà anh H4 over và anh sẽ ghi đề cái thuộc tính này,
Thì ban đầu thuộc tính của nó vẫn là cái màu hồng này. Đó, anh sẽ chuyển nó sang một cái màu blue đi để các bạn có thể nhìn thấy. Cái khái niệm về ghi đề. Đó, khái niệm về ghi đề nhưng mà nó lại đặc biệt ở chỗ là các bạn có hiểu cái này không? Thì anh sẽ giải thích như thế này. Đó là chúng ta hoàn toàn có thể ghi đề cái thuộc tính của một thẻ dựa vào tên biến như thế này. Với điều kiện là cái thẻ đó nó phải sử dụng cái tên biến này trước đó. Cụ thể ở đây trong đây là thẻ H4 này. Thẻ H4 của chúng ta nó đang sử dụng cái tên biến này. Đó, ok chưa? Và ở một trạng thái khác của thẻ H4, anh hoàn toàn có thể ghi đề cái biến này. Đây là ghi đề biến các bạn nhé. Ghi đề biến và chính xác hơn là ghi đề cái giá trị của cái biến ping này mà không làm ảnh hưởng đến những cái giá trị của những thẻ khác đã sử dụng cái biến này. Nó mình có hiểu không? Anh hoàn toàn có thể thay thế được giá trị của cái biến ping color này khi mà chúng ta thay đổi trạng thái cho thẻ H4. Đó là chúng ta hover vào thẻ H4. Đó. Và đồng thời không làm thay đổi giá trị của ping color đối với những thẻ mà nó đã sử dụng trước đó. Ví dụ như đây, thẻ H3 và thẻ H2 sử dụng trước đó thì nó không bị ảnh hưởng khi chúng ta hover vào thằng này. Đó thì chúng ta có thể override lại cái này. Ok chưa? Thì ý nghĩa của việc này là gì? Ý nghĩa của việc này là gì? Khi mà chúng ta làm như thế này thì chúng ta sẽ dễ quản lý hơn. Và nhìn vào đây thì các bạn cũng biết được là đối với cái giá trị ping color này thì nó đang có màu gì. Đó, chúng ta đã khai báo ngay từ ban đầu như thế này rồi. Ok chưa các bạn? Đó. Thì đây là ý nghĩa của nó, một cái khái niệm về ghi đề. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp. Đó, thì khi mà các bạn sử dụng biến như thế này thì các bạn thấy đó, cái việc trùng lặp code nó sẽ gần như là không có nữa. Đó. Và chúng ta tất nhiên là chúng ta sẽ không thể đảm bảo chắc chắn một điều, kể cả anh đi làm rồi anh dùng CSS cũng sẽ không tránh khỏi được cái việc trùng lặp code, kể cả các bạn code những cái ngôn ngữ khác phía back end như là Node.js hay là PHP hay là Java hay là các bạn code Python thì cũng sẽ không thể tránh được cái việc trùng lặp code. Đâu đó sẽ xuất hiện cái việc trùng lặp code. Nhưng chúng ta sẽ, khi mà chúng ta có cái khái niệm này ở trong đầu rồi thì chúng ta sẽ hạn chế được tối đa cái việc đó. Được chưa bạn? Chúng ta nói là hạn chế thôi, chứ bảo tránh được hoàn toàn thì có lẽ là sẽ khó. Tất nhiên là lý tưởng thì vẫn có thể đạt được nhưng mà sẽ khó. Ok chưa? Đó. Rồi, tiếp tục. Thì anh có một cái nữa liên quan đến 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 cái khái niệm về biến ở trong CSS. Thì khi mà các bạn sử dụng biến ấy, thì các bạn phát triển giao diện nó cũng sẽ khoa học hơn. Các bạn triển khai CSS cho giao diện nó cũng sẽ khoa học hơn và nó dễ nhìn hơn, dễ quản lý hơn. Ví dụ anh có một cái case study như thế này để các bạn hiểu hơn này. Ở đây anh có danh sách giao diện như thế này. Anh giả sử ở đây anh sẽ lên một cái style chung cho nó, cho cái này. Ví dụ ở đây anh sẽ display flex để anh đưa tất cả mọi thứ vào theo ý muốn của anh. Đó, chúng ta sẽ có danh sách như thế này. Ok chưa? Đây. Và đây anh sẽ có các item. Đó. Chúng ta sẽ có các item như thế này. Các item này nó sẽ cách nhau một khoảng. Bằng 10 pixel. Đây. Các item này của chúng ta nó sẽ cách nhau một cái khoảng như thế này. Đây. 10 pixel. Đó. Ok chưa các bạn?
Anh giả sử ở đây anh sẽ có một cái width, anh để khoảng 400, chúng ta sẽ chạy nó lên như thế này. Đó, anh giả sử là chúng ta sẽ có bốn cái thẻ deep với cái độ rộng của thằng này như thế này. Anh sẽ set độ rộng cho nó. Pixel. Rồi, chúng ta sẽ có bốn cái như thế này. Ok chưa? A này của chúng ta tự nhiên nó à, chúng ta xóa định nghĩa cho thẻ A rồi. Rồi, ok. Thì anh muốn là à, đối với cái từng cái item này của chúng ta thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có cái màu background nó sẽ chéo nhau, ví dụ hai cái này. Anh sẽ để tách vào để chúng ta nhìn cho dễ, cái này là cái số 1. 2 3 và 4. Đó. Ok chưa? Đó, 1 2 3 4 như thế này. Cho nó rộng lên một chút. Cái này sẽ là 450 đi. Đây, ok chưa? Được chưa các bạn? Thì anh muốn là à, chúng ta định nghĩa cho cái này có background là màu đỏ, cho cái số 1 có background là màu đỏ và cái số 4 có background là màu đỏ, thì bình thường các bạn sẽ phải làm như thế này. Chấm item đúng không? Sau đó gọi đến thẻ A chúng ta sẽ có background red như thế này. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ phải định nghĩa thêm một cái ở đây nữa, bởi vì lúc này nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những thẻ này, thì anh muốn cái này có background là màu màu cam, cái 2 và 3 thì có background là màu cam, thì chúng ta sẽ phải, anh sẽ định nghĩa thêm một cái ví dụ như là đó, sẽ để là future đi, đó 2 và 3 đó, và chúng ta sẽ định nghĩa như thế này. Bình thường chúng ta sẽ viết như thế này. Chưa? Gọi đến A. Được chưa các bạn? Đó. Thì chúng ta sẽ có được cái phần như vậy. Các bạn chờ một chút. Các bạn chờ một chút nhé, anh có điện thoại.
Ok, chúng ta sẽ quay trở lại phần này. Ok, các bạn nghe được không? Ừ, rồi, chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Rồi, đó. Thì các bạn thấy là vẫn là cái bài toán này. Bài toán ở đây là anh muốn là chúng ta có bốn cái thẻ à, có bốn cái hình chữ nhật như thế này, được chưa? Đó, tuy nhiên thì ở mỗi hình chúng ta có cái link, có anh tạm gọi đây là cái link button đi. Thì ở mỗi cái hình chữ nhật này chúng ta lại có cái background, cái màu nền của từng cái button này khác nhau. Đó, cụ thể là cái một với cái bốn thì giống nhau về background, cái hai với cái ba thì chúng ta sẽ giống nhau về background, được chưa? Đó, thì làm sao để chúng ta có thể tối ưu? Thì ở đây các bạn có rất nhiều cách các bạn nhé, để các bạn có thể giải quyết được cái bài toán này. Và cách mà anh vừa làm ở đây này cũng là một trong những cách đó, có nghĩa là anh sẽ sử dụng thêm một cái class nữa để chúng ta định danh được hai cái thẻ còn lại. Các bạn hiểu ý anh không? Tất nhiên ở đây anh đưa ra bài toán này để các bạn có thể hiểu được là các bạn sử dụng biến ở trong CSS cũng là cách để các bạn có thể tối ưu được code. Đó, hay các bạn sử dụng thêm một class cũng là một cách để các bạn có thể tối ưu được code, để các bạn có cái sự so sánh. Hay là các bạn sử dụng một cái khái niệm selector khác cũng là để các bạn tối ưu được code. Các bạn còn nhớ hôm trước chúng ta có một cái selector là chọn ra những cái dòng đầu tiên không? Còn nhớ lấy ra cái dòng đầu tiên và lấy ra giá trị đầu tiên, lấy ra dòng cuối cùng và lấy ra giá trị cuối cùng. Đấy, ví dụ trong trường hợp này đó cũng là một case study, các bạn có hiểu không? Đó, thì đối với trường hợp này vẫn bài toán này thì chúng ta giải quyết trong trường hợp này nhé, bài toán nhỏ như thế này chúng ta giải quyết như thế này cũng vẫn là tối ưu rồi. Chúng ta đang dùng chung các item ở đây đó, và chỉ có hai thẻ A này cho hai item còn lại đó. Và có một cách khác nữa chúng ta vẫn muốn giải quyết được cái bài toán này này đó, vẫn muốn giải quyết được cái bài toán này thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ làm như thế này, chúng ta vẫn sẽ định nghĩa cái này có màu đỏ, và ở trong future chúng ta sẽ định nghĩa như thế này. Anh làm lại cái bài à, anh làm lại cái phần lúc nãy thôi, scope thôi. Thì các bạn sẽ thấy là đối với class future, bởi vì class item là nó có ở tất cả các thẻ rồi, cả bốn thẻ rồi, thì riêng với class future thì chúng ta sẽ có background như thế này và chúng ta sẽ định nghĩa. Đó, ví dụ ở đây anh sẽ có là một cái biến là BG future. Các bạn hiểu hơn nhé, future như thế này, có thêm một cái nhìn đó, được chưa? Thậm chí là anh sẽ để là color future, cứ nói đến color là chúng ta nghĩ đến chữ màu của văn bản chứ không phải là cái gì khác nhé. Anh sẽ để là red đi chẳng hạn, hoặc là white. Đó, ok chưa? Sau đó các bạn định nghĩa vào thẻ A như thế này thì các bạn tự tin các bạn định nghĩa background bằng cái gì? Bằng va như thế này, BG future. Thì lúc này nó sẽ thế nào các bạn? Nó sẽ chỉ nhận những thẻ A có màu và có chữ, và những thẻ A nằm ở bên trong thằng future thôi. Nó mình có hiểu ý của anh không? Thì đây cũng là một cách làm. Đây, chúng ta sẽ chạy nó lên. Thì chúng ta vẫn đảm bảo là chúng ta xử lý được hai cái này. Đó, có hai cái màu như thế này, được chưa? Và sau này các bạn muốn quản lý những cái màu liên quan đến cái thằng future thuộc hai cái block này chẳng hạn,
thì chúng ta chỉ cần ke hai cái biến ở đây thôi là được. Đó, thì đấy là ý nghĩa của thằng đúng rồi, của thằng variable trong 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 CSS, cái mà anh muốn giới thiệu cho bạn. Đó, thì không biết là lớp mình có câu hỏi gì về phần này không? Đây. Đó. Thì sau này khi mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ cố gắng vận dụng được tất cả những thứ có thể. Được chưa? Thì trong trường hợp này này, trong trường hợp này thì các bạn thấy là đối với cái biến này này, chúng ta sinh ra cái này này. Đâu đó nó sẽ dài dòng hơn so với cái mà chúng ta vừa làm trước đó. Ok chưa? Đó. Nhưng nó sẽ có ý nghĩa đây này, so với cách mà chúng ta làm trước đó, chúng ta làm như này này, thì ngắn hơn được cái khai báo này. Đó, ngắn hơn được. Nhưng cái cách viết này thì nó lại có ý nghĩa khi khi mà trong future này nó còn rất rất nhiều thứ khác nữa. Thẻ P này. Đó. Hay là chúng ta còn các thẻ khác nữa, còn rất nhiều thứ ở bên trong này nữa. Kiểu kiểu như vậy. Lớp mình có hiểu ý anh không? Đó, trong những cái future này, trong những cái thẻ item này, nó còn rất rất nhiều thứ ở bên trong này nữa. Mà những cái đó nó cũng liên quan đến background, cũng liên quan đến color. Thì chúng ta định nghĩa như thế này thì nó sẽ hợp lý hơn. Đó, được chưa? Đó, thì đấy là toàn bộ những cái liên quan đến phần biến trong CSS. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Dừng lại khoảng 2 phút. Có câu hỏi gì không các bạn? Ừ, rồi ok. Những bạn khác? Ok. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Thì cái phần thứ hai ở trong buổi hôm nay mà anh muốn giới thiệu cho các bạn đó là phần query media. Thì cái này nó liên quan đến kiến thức về responsive ấy. Thì khi mà các bạn mới học về web ấy, đặc biệt là những bạn mới, khi các bạn mới tiếp cận với CSS, thì anh tin chắc là các bạn sẽ rất nhiều bạn sẽ bị loạn. Sẽ bị loạn ở chỗ là các bạn thấy có quá nhiều khái niệm. Có rất rất nhiều khái niệm nó mà các bạn phải học. Và khi mà các bạn search, các bạn tìm thì các bạn thấy là mỗi kênh nó lại có cái chia sẻ khác nhau, mỗi kênh nó lại có những cái tút khác nhau. Và những người mới, khi mà các bạn đón nhận những cái thông tin nó quá nhiều như vậy thì các bạn sẽ bị loạn. Đó, và thậm chí một cái keyword responsive thôi cũng đủ cho các bạn mất khá nhiều thời gian để các bạn tìm hiểu nó. Đó, nhưng thực chất về bản chất nhá, về bản chất thì responsive nó cũng là, thì nó chỉ là CSS đơn thuần thôi. Các bạn hiểu cho anh như vậy. Bản chất của responsive nó là các thuộc tính CSS thông thường thôi. Đó. Và cái khái niệm về responsive nó đưa ra để giải quyết cái bài toán là khi chúng ta xây dựng và phát triển giao diện cho một trang web thì chúng ta sẽ phải chạy được cái trang đó ở trên mọi nền tảng, trên mọi thiết bị khác nhau, như là mobile, tablet, desktop, laptop. Đó thì cái khái niệm, khi mà cái yêu cầu đấy đặt ra thì khái niệm responsive nó ra đời. Ok chưa? Đó. Và cái query media nó là cái khái niệm nó có từ CSS3 các bạn nhé, từ CSS3. Mục đích của nó là để làm gì thì các bạn biết là khi mà chúng ta xây dựng giao diện có thể chạy cho mọi, đây anh sẽ kéo lại cái giao diện này một. Đây. Khi mà chúng ta xây dựng giao diện có thể chạy ở trên mọi trang web, trên mọi thiết bị thì nó giống như thế này. Có nghĩa là gì? Khi mà nó chạy ở trên điện thoại thì sẽ khác, mà chạy ở trên
Tablet thì nó sẽ khác và nó sẽ không bị vỡ, nó không bị vỡ giao diện. Đấy là cái yêu cầu đặt ra khi mà chúng ta làm responsive, có nghĩa là nó có thể chạy ở trên mọi thiết bị đấy. Ok chưa? Cụ thể trong trường hợp này, đó, giả sử khi chúng ta chạy ở trên iPhone, nó trên mobile thì như thế nào, chạy ở trên web thì như thế nào, đó, kiểu kiểu như vậy. Đó, thì thằng CSS nó sinh ra cho chúng ta một cái concept đó là query media. Về bản chất của query media thì nó không có gì đặc biệt cả. Đó, nó bản chất của nó là để giúp cho chúng ta detect được, detect ở đây có nghĩa là chúng ta phát hiện được là người dùng đang chạy cái trang web đó ở trên trình duyệt là mobile hay là trên desktop hay là trên laptop, kiểu kiểu như vậy. Đó, được chưa? Được chưa các bạn? Đây, đó. Thì khi mà chúng ta kéo giãn cái màn hình của chúng ta như thế này này, anh sẽ đưa về màn hình responsive như thế này, thì các bạn sẽ thấy là thằng query media nó sẽ giúp cho chúng ta detect được cái việc đó. Ok chưa? Nó sẽ giúp detect được việc đó. Cụ thể như thế nào thì anh sẽ giới thiệu cho các bạn bây giờ. Đây, thì khi anh sẽ tạo ra một cái ví dụ số 2. Anh sẽ make cái này sang ví dụ số 2. Đó. Thì ở ví dụ số 2 này, để sử dụng query media chúng ta sẽ cần đưa vào thêm một cái thông tin nữa, đó là link report. Cái này là không hỗ trợ cho chúng ta. New report. Khá là ít sử dụng cái này. Anh sẽ lấy ra theo chuẩn của một cái HTML5 và anh sẽ đặt nó sang bên này. Thì sẽ tạo ra một cái trang như thế này. Thì khi mà chúng ta muốn sử dụng được cái query media thì chúng ta sẽ phải có thêm một cái meta report như thế này, được chưa các bạn? Đó, và đồng thời ở đây anh sẽ thay đổi query media. Đó, thì đối với query media thì nó có những thuộc tính như thế nào? Thì trong CSS nó cung cấp cho chúng ta những cái cú pháp để chúng ta có thể sử dụng được cái query media, chúng ta có thể detect được những cái độ rộng theo từng cái mà người dùng thay đổi. Ví dụ họ thay đổi như thế này thì độ rộng nó thay đổi như thế nào, thì ở trong query media nó có những cú pháp để chúng ta thực hiện cái đó, thì anh sẽ giới thiệu cho các bạn ngay bây giờ. Thì cái đó nó gọi là cái rule các bạn nhé, cái đó nó gọi là cái rule. Và trong query media của CSS thì nó có những cái rule nào? Thì đầu tiên, khi chúng ta viết query media, anh sẽ giới thiệu trước sau đó anh sẽ demo. Khi mà chúng ta nói đến, anh viết sai không bạn nào nhắc này, đó, cú pháp, về mặt cú pháp thì chúng ta sẽ luôn luôn bắt đầu bằng a:media như thế này, được chưa các bạn? Đó, và ở đây chúng ta sẽ có những cái liên quan đến keyword để chúng ta detect, ví dụ như là only, đó, media only hay là not, anh sẽ liệt kê nó ra, not hoặc only, only. Đó. Only là chúng ta chỉ chấp nhận những cái ABCXYZ, đó, kiểu kiểu như vậy. Tức là chỉ chấp nhận những cái ABCXYZ. Còn not thì là
không phải, tức là phủ định lại cái mà chúng ta sẽ sử dụng nó. Và một cái nữa nó gọi là and, tức là phép kết hợp. Ví dụ như là nếu màn hình lớn hơn 400 và nhỏ hơn 1000 thì chúng ta sẽ sử dụng phép kết hợp là and, kiểu như vậy. Được chưa các bạn? Được chưa? Đó. Và chúng ta có thêm một cái khái niệm nữa, đó là screen. Đó. Anh lấy ví dụ, bây giờ anh lấy một cái ví dụ để các bạn có thể hiểu được. Thì anh có một cái ví dụ như sau. Ví dụ anh có là media screen. Screen đó, chúng ta sẽ detect cái đối tượng mà chúng ta detect là màn hình và có cái độ rộng max width chẳng hạn như vậy, th là bao nhiêu đấy. Ví dụ anh để khoảng 960 pixel đó. Ok chưa? Thì ý nghĩa của cái này có nghĩa là chúng ta sẽ detect cái màn hình với cái độ rộng tối đa là 960. Được chưa các bạn? Bây giờ anh sẽ thử để các bạn có thể hiểu này. Đấy. Và bên trong này, bên trong cái media query này của chúng ta thì nó sẽ là gì các bạn? Bên trong này thì nó sẽ là các CSS for 11, tức là chúng ta sẽ đi thay đổi. Đó. Quay trở lại cái ví dụ số 2 này. Cái này là do anh quen thôi, anh hay đọc quen thôi, kiểu làm server thì chúng ta anh hay đọc được query các thứ trước nên anh hay đọc ngược cũng không vấn đề gì cả. Các bạn nhớ được cho anh là được. Đó. Thì ở đây anh có quay trở lại cái ví dụ một này. Đây, anh có cái container này. Đó, được chưa? Và anh sẽ lấy CSS của phần này sang. Sorry các bạn. Đây, anh chạy nó lên. Thì các bạn thấy đây là cái phần mà chúng ta đang làm. Ok chưa? Giả sử anh muốn là khi mà chúng ta thực hiện query media, chúng ta detect được cái màn hình, ví dụ mặc định vào thì màn hình của chúng ta, background của cái trang này nó có màu trắng. Anh lấy ví dụ về background để cho dễ, có màu trắng, được chưa? Đó. Thì chúng ta sẽ detect là nếu mà khi mà chúng ta chạy cái thay đổi cái độ rộng của trình duyệt cụ thể như thế nào, thì thay đổi độ rộng của màn hình trình duyệt có max width, tức là nếu mà nó đạt cái độ rộng tối đa đấy 900 pixel thì chúng ta sẽ làm gì? Thì chúng ta sẽ đi định nghĩa lại cái thuộc tính body, đi định nghĩa lại cái thuộc tính item này. Đó, chúng ta sẽ chuyển màu cho nó, background color đi, sẽ chuyển thành màu đỏ hết. À, chuyển thành brown đi. Đó, ok chưa? Để các bạn có thể hiểu được ý nghĩa của thằng responsive thì về bản chất là chúng ta sẽ đi đi xem, đi detect xem là người dùng đang chạy ở màn hình có thiết bị, độ rộng của nó đang như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ đi CSS lại cho những cái mà nó không phù hợp. Thì tương tự phần này nó cũng như vậy. Đó, ví dụ ở đây nếu độ rộng của nó bằng bao nhiêu nhỉ? Anh đang để bằng 900 thì ngay lập tức, tức là nếu độ rộng tối đa đấy là 900 thì các bạn sẽ thấy là gì, ngay lập tức nó sẽ chuyển tất cả những cái item về màu đỏ như thế này, được chưa? Hay ví dụ ở đây anh sẽ chuyển nó chạy sang mobile, anh sẽ bỏ đây đi, anh sẽ bỏ cái graph này đi để các bạn có thể hiểu hơn này. Thì khi mà anh chạy lên này, cái này nó sẽ 600 đi chẳng hạn. Khi mà anh chạy trang này lên này, ban đầu này, nếu mà các bạn chạy như thế này, đó thì theo hàng ngang như thế này, được chưa? Ok chưa?
Nhưng khi mà chúng ta chạy trên mobile đó, và anh để độ rộng của nó là bằng 480 đi, cho nó bằng lên màn hình mobile 480, thì anh sẽ thay đổi như thế này. Nếu độ rộng là 480 thì anh sẽ flex direction cho thằng container này là column. Đây. Và anh sẽ đặt flex direction column. Đó. Ok chưa? Thì có nghĩa là khi mà nó chạy với cái màn hình là mobile chẳng hạn 480, lúc này chúng ta sẽ hiển thị theo chiều dọc như thế này. Được chưa? Còn lớn hơn thì nó vẫn là chiều ngang, nhỏ lại này. Thì chúng ta chuyển nó thành chiều dọc. Và lúc đó các bạn sẽ đi định nghĩa tất cả những thứ mà các bạn cần. Ví dụ như là item cho các thẻ ở bên trong. Dụ như là H2 chẳng hạn. H2 này. Rồi item H3 này. Item H4 và item H234 đúng không? 2, 3, 4, 3. Đó, chuyển thành màu trắng. Đó, thì về bản chất các bạn thấy nó có gì to tát ở đây không? Về bản chất khi mà chúng ta làm responsive, nó có gì gọi là đao to búa lớn ở đây không các bạn? Không đúng không? Về bản chất là chúng ta đi CSS lại cho nó thôi. Đây, thay vì nó hiển thị danh sách như thế này thì khi chạy trên mobile thì các bạn chuyển nó theo cái danh sách như thế này. Giả sử như vậy, đấy là một cái ví dụ để các bạn hiểu ý nghĩa và những cái công việc phải làm khi mà chúng ta thực hiện responsive cho một trang. Nó mình có hiểu không? Đúng rồi, chỉ cực. Và chính vì cái khái niệm responsive này, chính vì khái niệm responsive này nên nó mới sinh ra thằng flex kia. Để khi chúng ta, sau khi mà chúng ta đã định nghĩa CSS cho, ví dụ các bạn làm cho desktop trước, làm cho desktop trước, thì đến khi làm cho mobile ấy, nếu mà các bạn thực hiện CSS lại càng ít, càng phải thực hiện viết lại CSS càng ít, thì chứng tỏ cái việc code của các bạn là đang tối ưu. Lớp mình có hiểu ý anh không? Có nghĩa là các bạn đang xử lý CSS từ đầu cho đến cuối là đang rất là tối ưu, nên đến khi các bạn chuyển sang các màn hình, các bạn sẽ phải sửa code không nhiều, không phải sửa code quá nhiều nữa. Đó, kiểu kiểu như vậy. Đó, được chưa? Đó, thì đấy là một cái, đây là một cái ví dụ về responsive để các bạn có thể hiểu hơn, đúng không? Và khi mà các bạn làm responsive thì không những, hôm nay thì anh nói hơi nhiều lý thuyết một chút, lát nữa chúng ta sẽ thực hành. Không những chúng ta phải kê về màn hình theo chiều dọc mà khi người dùng quay theo chiều ngang nữa. Đó, đây anh ví dụ anh để trên iPhone X đi là 375, khi mà họ quay theo chiều ngang đó thì chúng ta cũng sẽ phải xử lý được. Chiều ngang là 812 này đó, nhưng chiều dọc thì như này, chiều ngang này đó. Ok chưa? Thì chúng ta cũng sẽ phải xử lý được. Thì đấy là những cái vấn đề mà các bạn phải làm được khi mà chúng ta làm responsive cho một trang, được chưa các bạn? Đó, thì đối với Query Media, ngoài những cái cú pháp mà anh vừa demo này thì nó còn những cái gì nữa, thì bây giờ anh sẽ liệt kê ra cho các bạn. Đó, đối với trường hợp min width thì sao? Vẫn screen và đây là min width thì sao? Để các bạn hiểu hơn. Thì độ rộng tối thiểu của màn hình là 450 chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta sẽ CSS cho nó, thay đổi nó, thì anh sẽ chuyển sang một cái ví dụ số 3 như thế này. Ví dụ ở đây anh thay đổi là min width. Đó. Khi mà chúng ta chạy đối với màn hình có độ rộng tối thiểu là này, 450, có nghĩa là tối thiểu nó phải rộng là 450, anh để responsive 450 nhé. À 480. 480. Đó. Thì chúng ta sẽ, lúc đó cái phần detect của chúng ta nó đã nhận và chúng ta sẽ CSS lại cho nó như thế này. Đó, ok chưa? Đó, từ 480 trở lên thì nó sẽ nhận cái này.
Đó, còn nhỏ hơn thì nó sẽ không nhận. Ví dụ như là 479. Đó. Các bạn hiểu chưa? Đó, thì tùy vào cái cách mà các bạn làm thôi. Đúng rồi. Thì tùy vào cái cách mà các bạn cách viết của từng bạn thôi mà các bạn xử lý cho nó phù hợp. Ok chưa? Nó là phủ định nhé. Phủ định của cái MacWin kia. Rồi. Ok. Đó thì đấy là những cái liên quan đến đến responsive, thì anh chỉ focus vào những cái mà chúng ta hay làm thôi. Ngoài ra trong responsive thì nó còn một khái niệm nữa, đó là query mania print, tức là dành cho kiểu máy in ấy. Được chưa? Đó, còn khi mà chúng ta sử dụng phép và thì sao? Cái print thì anh sẽ không giới thiệu nhá. Các bạn có thể chủ động đọc. Khi mà chúng ta sử dụng phép và thì sao? Ví dụ anh query media đối với màn hình có độ rộng là tối đa của nó là 900 và độ rộng tối thiểu của nó là 600 chẳng hạn. Thì chúng ta làm như thế nào? Đây. Anh sẽ có một ví dụ số 4. Đó, anh sẽ có ví dụ số 4. Thì cái này anh sẽ làm đổi màu thôi để chúng ta nhìn nó dễ hơn. Ví dụ anh sẽ media query vào screen này và chúng ta sẽ có giả sử max width anh sẽ để khoảng 900 này. Chúng ta sẽ ứng dụng cái và kia thêm cả hai thuộc tính, đó là max width và min width. Mục đích của chúng ta ví dụ anh để là 600. 600 pixel. Đó. Thì anh sẽ định nghĩa như thế này. Khi mà nó sẽ rơi vào trường hợp này. Khi mà rơi vào trường hợp này thì anh sẽ thay đổi cái background của cái item kia. Là sẽ là orange. Bạn nhìn thấy đây, thì khi mà chúng ta có độ rộng max width là 900 đó, được chưa các bạn? Đây 900 đổ xuống này. Đó và trong khoảng 600 đó, nếu mà dưới 600 này đó, thì nó sẽ không nhận nữa. Có nghĩa là đối với cái trường hợp này thì nó sẽ chỉ nhận từ 600 đến 900 thôi. Đó mình có hiểu không? Nằm trong khoảng này thôi. Nằm ngoài khoảng này nó cũng không nhận. Có nghĩa là ngoài 900, 901 là nó cũng không nhận. Đó, được chưa? Hay là 599 không nhận, nhưng 600 đó hoặc là 700 thì nó vẫn nhận cái giá trị mà chúng ta vừa định nghĩa lại cho cái item. Nó mình có hiểu không? Đó, thì về responsive kiến thức thì nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Chúng ta sẽ sử dụng cái media query để chúng ta detect được cái thay đổi của màn hình. Đó, được chưa? Thì khi mà các bạn làm đối với mỗi thiết bị, mỗi màn hình nó sẽ có cái chuẩn của nó. Ví dụ như chuẩn ở trên iPhone là như thế nào, chuẩn ở trên tablet là như thế nào đó, hay là chuẩn ở trên máy của Samsung Galaxy các thứ như thế nào, thì các bạn làm các bạn có thể tìm hiểu thêm vì nó có sẽ có những cái chuẩn của nó. Tuy nhiên thì khi mà các bạn làm responsive để đảm bảo cho các trình duyệt các màn hình thì thực sự là nó cũng khá là vất vả, khá là nhiều thứ mà các bạn phải kê đó. Thì đấy cũng là lý do mà nhiều bạn ngại làm CSS là như vậy đó. Ok chưa? Đó, phần này, phần query media này thì có lẽ là anh sẽ chỉ giới thiệu như vậy thôi. Bây giờ anh sẽ chữa bài tập của buổi trước nha các bạn. Các bạn gửi cho anh cái file ảnh lên đây được không? Để anh lấy anh phân tích cái.
Alo. Các bạn download cái file ảnh bài tập của buổi trước của buổi trước nữa gửi lên đây giúp anh với. Zoom này này, xong rồi để anh download về. Ok, anh sẽ mở nó lên. Đó. Thì chúng ta sẽ nói về bài này. Bài này mà dựng flex thì nó rất là dễ rồi. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ nói luôn về HTML5 các thứ nhé. Thì đây là một trang khá là đơn giản. Trang đơn giản. Và đối với trang này thì chúng ta cũng có rất nhiều cái cách khác nhau. Có rất nhiều cách khác nhau để chúng ta có thể dựng nó. Được chưa các bạn? Thì đối với phần này thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có phần header. Chúng ta sẽ đặt nguyên cái thể header theo HTML5 luôn. Chúng ta sẽ có phần navigation cho menu. Được chưa các bạn? Cho menu. Và chúng ta sẽ có phần main. Toàn bộ ở dưới này anh sẽ gọi là main, được chưa? Trong main này chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có cái bên trái và cái bên phải, một cái div ở bên trái này và một cái div sidebar bên phải như thế này. Đó. Chúng ta sẽ phân tích một chút như vậy. Trong cái div bên trái thì các bạn có thể dùng cái gì để làm danh sách? Đây này. Trong div bên trái chúng ta sẽ có cái gì để làm danh sách tin tức này các bạn? Các bạn sử dụng cái gì ở bên trái này, các bạn sử dụng cái gì? Các bạn cũng có thể sử dụng div ở đây, được chưa? Hoặc là ở bên này các bạn có thể sử dụng là gì, article. Từng cái thẻ này là từng cái article này, hiểu không? Đó, cả cái khối div bên trái này các bạn có thể sử dụng là gì, section cũng được. Ok chưa? Tùy nhé. Cái này thì anh tùy thôi. Không không đặt nặng cái chuyện này. Được chưa các bạn? Đó. Còn ở dưới. Phía dưới này thì chúng ta dùng footer thôi. Dùng footer thôi. Ok chưa? Thì anh sẽ chữa nhanh bài này. Thì bài này chúng ta có rất nhiều hướng làm. Ok, thì đối với bài này thì chúng ta bình thường chúng ta sẽ đối với một trang chúng ta sẽ có cái độ rộng tối đa cho nó, và trang này cũng như vậy. Độ rộng tối đa của trang này là bao nhiêu? Tại vì ở đây chúng ta không đo chuẩn, các bạn nhìn thấy này, cái ảnh này nó không phải là cái chuẩn theo design, đó, nó chỉ là một cái minh họa để chúng ta làm thôi. Đó, nên chúng ta sẽ để cái độ rộng của nó là tùy ý nhé, 1280 cũng là cái độ rộng mà chúng ta hay dùng. Ok chưa? Thì anh sẽ tạo cái này chúng ta có thể để đại đi. Đây, anh sẽ tạo ra một cái file CSS này. Chúng ta có một file practice.html này. Đó. Ok chưa? Đối với phần homework này anh sẽ đối với phần CSS anh sẽ có một file style CSS. Đó, được chưa? Rồi. Anh sẽ lấy cái này luôn. Đó, chúng ta loại bỏ nó đi. Chưa bạn? Đó. Thì đầu tiên như anh nói thì chúng ta sẽ có cái gì các bạn? Chúng ta sẽ có header.
Header của chúng ta thì nó là cái gì? IMG này. Thì đối với header thì chúng ta nó sẽ có một cái text và một cái logo. Anh tạm thời nếu mà các bạn muốn lấy chính cái logo này, không đặt nặng cái việc phải lấy logo chính xác hay không, anh sẽ cắt cái logo này ra. Đó, anh sẽ lưu nó vào. Logo, ok chưa? Đó. Rồi, thì đối với cái này thì chúng ta sẽ có hai phần. Được chưa các bạn? Chúng ta sẽ có một phần liên quan đến logo. Anh sẽ để cả cái ảnh vào. Và một phần chúng ta sẽ liên quan đến cái gì các bạn? Anh sẽ chia thành hai cái. Khi mà các bạn dựng thì các bạn cố gắng tạo ra được cái bộ khung, tạo ra được cái bộ khung tốt nhất. Đó, và trong đây chúng ta sẽ có image như thế này. Các bạn tạo ra được cái bộ khung chắc chắn rồi thì sau này các bạn làm CSS chi tiết vào trong nó rất là dễ. Đó, thì nó cũng đúng theo cái tư tưởng của đúng theo cái tư tưởng của cái gì của thằng Flex, được chưa? Bên slogan này anh sẽ có một cái thẻ H3 như thế này. Cơ bản để nâng cao chẳng hạn như vậy. Ok, đó, giả sử như vậy. Ok chưa? Đó, chạy ra đây đã. Các bạn sẽ được cái này. Tiếp tục xuống phía dưới thì các bạn có một cái navigation. Navigation thì trong đây anh sẽ có ULLI và chúng ta sẽ có các thẻ, ví dụ như home này. Đó, được chưa? About. Anh sẽ không lấy chính xác nhé, anh sẽ viết linh tinh vào nhé. Product này. Rồi là service. New contact. Đó, được chưa? Thì các bạn sẽ có thêm phần này. Đó, ok chưa? Tiếp tục ở dưới này. Dưới này các bạn có thể dùng main hoặc là dùng một cái thẻ section cũng được. Được chưa? Anh sẽ dùng main đi. Đó. Và anh sẽ có một cái section ở bên trái. Anh sẽ để là section ở bên phải. Sẽ để vào right. Đó, và dưới cùng anh sẽ có một cái footer. Trong nội dung footer, ví dụ giả sử như vậy. Đó, thì các bạn sẽ có được cái bộ khung như thế này. Được chưa? Thì ở trong đây, việc đầu tiên là anh sẽ reset toàn bộ cấu trúc của trang. Anh sẽ reset chung chung như thế này. Không pixel, padding không. Ok chưa các bạn? Đây. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ reset để chúng ta có thể chạy được ở trên mọi trình duyệt. Ở đây chúng ta sẽ nhúng CSS vào title anh đưa lên đầu nó link style.css như thế này. Này thì các bạn sẽ thấy đó, nó sẽ dịch sát mép với cái trình duyệt của các bạn, ok chưa? Đấy là cái ý nghĩa của việc reset, và trình duyệt nào nó cũng sẽ reset về không như vậy, margin không, padding không. Rồi, và khi mà chúng ta dựng ý, thì chúng ta sẽ đi từ trên mà xuống, mà đi từ bên ngoài mà vào. Đó, chính vì vậy mà anh cũng chưa cắt hết toàn bộ ảnh là như vậy. Đó, chúng ta sẽ cắt ví dụ như là S1 quảng cáo thứ nhất ấy. Anh sẽ cắt cái ảnh thứ hai.
thì đây chúng ta chưa dùng Photoshop gì cả. Đó, được chưa? Code 1, bài viết thứ nhất. Ok chưa các bạn? Đó, chỉ cần như vậy thôi. Rồi, trong đây chúng ta sẽ có body. Anh để phong family Tahoma đi. Đó, và anh để Margaret 1280 pixel margin. Auto. Hôm trước anh có nói về cái margin auto cho margin right và margin left không nhỉ, đối với flex ấy. Đó, thì anh đã đưa được cái giao diện này ra giữa này. Khi các bạn zoom nhỏ lại thì nó vẫn nằm ở giữa này. Ok chưa? Đó, và anh các bạn thấy là anh không hề set. Anh chưa nói đúng không? Thực ra nó chỉ là một cái khía cạnh thôi, cũng chưa. Sao có bạn mà nói rồi các bạn thì bảo chưa vậy? Đó. Thì cái đó thì nó cũng không quá là quan trọng đâu. Rồi. Tiếp theo. Bây giờ anh vừa làm và anh vừa phân tích cùng các bạn và các bạn sẽ phải trả lời anh. Bây giờ anh muốn chúng ta đi từ trên và xuống đúng không? Chúng ta sẽ định nghĩa cho hai cái thằng này nằm ngang hàng nhau và format như thế này. Thì chúng ta sẽ làm gì ở đây? Trong trường hợp này chúng ta sẽ làm gì đối với thẻ head trước, không dùng float nữa, đúng rồi. Flex đây, bây giờ vẫn bảo dùng float nữa là không ổn nhá. Đó, được chưa? À rồi, bài này thì anh giao cho các bạn là làm float, nhưng anh sẽ chữa là sẽ chữa theo kiến thức mới nhất. Ok chưa? Rồi, ok. Khi mà chúng ta đưa nó nằm ngang rồi, anh muốn là cái tách này của chúng ta nó sẽ nằm ở giữa theo chiều dọc như thế này, nó sẽ nằm ở đây. Đó. Thì chúng ta sẽ align item cho cái gì? Align item cho thằng header này là center. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta align item như thế này thì nó đã nằm ở đây rồi. Nhưng cái độ rộng, cái chiều cao của cái này này, chiều cao của cái header này này, nó đang phụ thuộc vào cái gì các bạn? Đây này. Nó đang phụ thuộc vào cái ảnh logo này này, vì vào độ cao của logo này, đúng không? Đó. Bây giờ thôi rồi, cái đó chúng ta sẽ nói tiếp. Bây giờ anh muốn chia tỷ lệ cho logo để nó nằm, để nó đẩy cái này sang bên phải giống như ở đây, thì chúng ta chia tỷ lệ như thế nào? Chúng ta định nghĩa vào cái gì các bạn? Và chúng ta dùng thuộc tính gì? Ở đây, ví dụ các bạn còn nhớ default, giá trị default của nó là gì không? Hôm trước vừa nói rồi nhé, giá trị default. Và ở đây nó sẽ là những thuộc tính gì? Bản chất của flex nó là những thuộc tính gì? Không một auto rồi, nhưng mà nó là những thuộc tính gì? Grow, shrink và basic, đúng không? Thì default nó đang là không một auto. Giả sử anh sẽ để là 21 auto. Chúng ta xem thay đổi này. Đó, nó đang đẩy rồi đi hơi xa, đúng không? 11 auto. Đây, cũng hơi xa. Có lẽ là chúng ta sẽ, có lẽ là chúng ta default thì nó sẽ như này rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ không cần phải đẩy vì khoảng cách nó không quá lớn, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần điều chỉnh lại cái này một chút thôi là được. Đây, thì anh sẽ dùng margin cho nó nhanh. Tất nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng cứ phải áp cái flex vào các bạn nhé. Đó, đấy là tính linh hoạt mà các bạn nên vận dụng nó. Ví dụ anh để là 25 pixel. Đó, 25 pixel, 50 đi, cũng không ảnh hưởng gì. Đó, ok chưa? Và từ cái này, slogan anh sẽ định nghĩa đến cái gì các bạn? Thẻ H3 bên trong nó
Tách transform, anh muốn chữ hoa hết và không sai, anh để khoảng 24 pixel. Giả sử như vậy. Đó, color chúng ta để màu kia, ví dụ màu orange đi. Thì chúng ta sẽ có cái color orange. Chúng ta lại chưa vận dụng được cái màu chữ các thứ ở đây rồi. Đó, được chưa? Chúng ta sẽ để như thế này. Rồi, ok. Và thậm chí cái logo thì chúng ta cũng muốn tác động một chút. Ví dụ như là Markwood 150 pixel. Đúng rồi, các bạn muốn dùng biến các thứ thì các bạn sẽ dùng va, được chưa? Và anh sẽ tách align ở trong đây, tách align trong cái thẻ chứa logo. Đó, thì khi các bạn muốn nó ra giữa thì các bạn sẽ định hình là cái thằng này này, cái logo này, div logo này, các bạn định hình là muốn cho nó ra giữa đây thôi nhỉ. Đây thì chúng ta sẽ phải đây, cho nó ra giữa không có ý nghĩa lắm ở đây, tại vì thằng này đang chưa có cái độ rộng width, ví dụ như là 20%. Đó thì các bạn sẽ thấy nó ra giữa ngay và anh đang sử dụng được phần trăm, là sử như vậy đây, thì nó sẽ có ý nghĩa hơn. Rồi tiếp tục nhá, tiếp tục anh sẽ định nghĩa vào menu. Thì menu thì chắc chắn chúng ta sẽ định nghĩa thằng navigation menu. Đó, menu anh sẽ để background có một cái màu, anh sẽ lấy màu ở đây. Đó, anh sẽ lấy mã màu ở đây, được chưa các bạn? Thì anh sẽ có background là cái này. Giả sử anh cũng tái hiện một chút root nhé, mặc dù ở đây chúng ta cũng không dùng quá nhiều, không có quá nhiều loại màu BG color. Đó, thì anh có màu này, thì ở dưới này anh chỉ cần va ở đây thôi. Được chưa các bạn? Chúng ta chạy lên này thì các bạn sẽ thấy nó nằm như thế này, được chưa? Đó, thì đối với cái navigation thì chúng ta sẽ cần tác động vào UL. Chúng ta sẽ display flex cho cái gì các bạn? Anh sẽ list style tile 5 để anh loại bỏ cái icon đen đen này đi. Đây, được chưa? Chúng ta sẽ display flex nhưng không phải cho navigation mà là cho thẻ UL. Đó, được chưa? Ok chưa các bạn? Navigation anh sẽ set cho nó có một chiều cao 45 pixel. Đó, hoặc là các bạn có thể set cho chính cái NIUL này như thế này thì nó cũng không khác gì. Đó, được chưa? Được chưa? Từ cái này thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có align item center. Đó, thì các bạn sẽ căn được, được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ đi CSS chi tiết vào bên trong thôi. Là anh sẽ định nghĩa luôn LIA. Đó, loại bỏ gạch chân, text decoration, được chưa? Ví dụ màu chữ anh để màu trắng, text color white. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ là và color, được chưa? Ok chưa các bạn? Các bạn muốn cho nó nằm cách đều nhau, các bạn làm như thế nào? Sao không được nhỉ? Flex direction này. À,
rồi rồi, sorry. Nó là một cái thuộc tính khác, Justify Content Space Aura. Thì các bạn sẽ thấy là các bạn cho nó nằm đều nhau như thế này. Đó. Ok chưa? Đây. Đó. Thì nếu cái này nó là tiếng Việt thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ như ở đây này. Được chưa các bạn? Được chưa? Anh sẽ thêm một vài cái menu và nhìn cho nó đỡ trống. Đó, ok chưa? Đó. Thì chúng ta sẽ có cái menu như thế này. Đúng như thế này. Được chưa? Đó. Bây giờ xuống dưới. Xuống dưới thì chúng ta sẽ có gì các bạn? Anh nghĩ là menu này anh sẽ thôi, cứ để như này đi. Rồi, xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ rồi, anh sẽ làm menu đa cấp, các bạn yên tâm. Trong toàn bộ cái khóa này menu là N cấp chứ sẽ không phải đa cấp nữa đâu. Rất rất nhiều cấp. Và CSS sẽ là tối ưu nhất. Rồi, đối với cái main, đối với phần main này chúng ta sẽ có cái gì các bạn? Việc đầu tiên, các bạn sẽ định nghĩa cái main này là Play Flex. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ có, anh sẽ có ULLI để anh làm danh sách bài viết. Được. Anh sẽ có danh sách bài viết. Và dưới này thì chúng ta sẽ có cái gì? Đó. Đây, được chưa? Đó, và chúng ta có một list ở đây nữa, thể hiện ngày đăng các thứ ABC. Chúng ta sẽ làm luôn thôi. Kiểu như vậy, được chưa các bạn? Rồi gì nữa? Chúng ta có danh mục. Chúng ta có gì nữa? Chúng ta có số lượt view. Đó, ok chưa? Thì các bạn sẽ tạo ra như thế này và sau đó các bạn nhân nó lên. Thì ở bên phải thì nó đơn giản hơn. Bên phải nó là danh sách những cái ảnh quảng cáo thôi. Thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Đó. Cứ kệ nó các bạn nhé, để nó chạy lại. Bên phải nó sẽ là gì? Bên phải nó sẽ là ảnh quảng cáo. Anh sẽ quận cái này lại. Đó. Anh sẽ chèn đơn giản đến này thôi. Đó, anh giả sử như vậy. Rồi, chúng ta sẽ đi CSS cho nó. Thì chúng ta đã định nghĩa cho main rồi. Thì ở trong đây chúng ta sẽ có section chấm. Chấm cái gì? Bên trái. Đó, như thế này. Thì các bạn nên viết như thế này này. Để các bạn, sau này các bạn cũng có một cái section led nhưng mà không phải trong main. Thì nó không bị ảnh hưởng. Ok chưa? Anh để width khoảng 80%. Còn lại cái kia anh để 20%. Đó, chúng ta dùng phần trăm như thế này hoặc là các bạn chia tỷ lệ nó cũng tương đương nhau. Đó, được chưa? Thì nó khá lớn. À, đối với ảnh thì sao? Đối với bài viết thì sao? Thì chúng ta sẽ định nghĩa từ left vào UL.
style tai năng đó được chưa. Sau đó chúng ta sẽ định nghĩa từ UL này, chúng ta sẽ định nghĩa vào IMG, chúng ta lại bắt gặp thuộc tính floatlet ở đây đó. Từ sâu bên trong các bạn vẫn thấy đâu đó sự hiện diện của float đúng không, và các bạn thấy hậu quả ngay khi dùng float cái nhìn mọi thứ này lăn lộn tùng phèo như thế này. Đó, được chưa? Chúng ta xử lý nó như thế nào? Thì đơn giản thôi. Thì tại vì image nó sẽ kéo theo tất cả những cái li bị tràn lên, thì chúng ta sẽ clear. Các bạn clear left vì chúng ta đang float left. Đó, ok chưa? Thì chúng ta sẽ đẩy được nó xuống như thế này. Được chưa các bạn? Đó. Và chúng ta sẽ có được cái trang danh sách ở đây. Đối với cái này thì anh sẽ để margin right nữa, một khoảng ví dụ 10 pixel để nó tạo cái khoảng cách với text ở bên phải. Đó, ok chưa các bạn? Và anh muốn tạo khoảng cách giữa các thẻ ở phía dưới, giữa các khối tin với nhau, vì anh có margin bottom bằng 15 pixel. Đây, 25 đi, cho nó cao cao một chút. Thì các bạn sẽ thấy là nó đang không nhận. Đó, thì lúc này chúng ta sẽ cũng phải, vì cái bên trong nó floatlet thì bên ngoài nó cũng phải floatlet. Bên trong li là img mà, nó floatlet thì bên ngoài cũng phải floatlet, thì nó mới tạo được khoảng cách như thế này. Đó, nên là khi các bạn dùng float ấy, nó rất nhiều vấn đề là như vậy. Được chưa? Đó, ok chưa? Thì chúng ta sẽ có được danh sách tin như thế này. Được chưa các bạn? Đó. Đây. Thì ở đây các bạn muốn cái giao diện nó ổn thì các bạn, tức là về mặt, tức là chúng ta đã xây được cấu trúc thì chúng ta cũng sẽ phải thể hiện được cái nội dung cho nó ổn nhất. Nó phải kết hợp cả hai thì nhìn nó mới tốt được. Thì cái nội dung các bạn cũng sẽ đẩy nó lớn lên một chút, nhìn cho nó hài hòa, đỡ tạo ra được cái khoảng trắng như thế này. Đó, được chưa? Thì bây giờ anh sẽ xử lý về mặt nội dung này. Đây. Anh sẽ xử lý ở đây như thế này. Đó. Tính ra thì nó, chúng ta đang sử dụng các thuộc tính CSS, nó chỉ vài dòng thôi các bạn, nó chỉ có vài dòng thôi. Đó, bây giờ trong nội dung là li rồi đúng không, nội dung nó nằm trong li thì chúng ta định nghĩa cho li như thế nào. Chúng ta sẽ có line 2. Line 2 thì nó dành cho text đúng không, anh để khoảng 28 pixel thì các bạn sẽ thấy khoảng cách giữa các dòng này đó nó sẽ như thế này, 28 hoặc là 25 tùy các bạn thôi, tùy vào giao diện các bạn nhận được. Ok chưa? Đó, và anh sẽ tạo ra một cái khoảng cách ở phía trên, thay vì ở đây thì anh sẽ để là 15 ở trên thì anh sẽ để là 15 ở dưới, dưới thì anh sẽ chuyển thành trên. Đó, để nó tạo khoảng cách ở phía trên nữa, cân bằng như thế này. Ok chưa? Và ở đây chúng ta sẽ, vì chúng ta đã có ý đồ để cho các thẻ nó nằm ngang hàng nhau nên anh sử dụng thẻ span rồi, nên anh chỉ định nghĩa lại một chút chỗ này là xong. Từ trong li chúng ta sẽ gọi đến p, đó, margin top một khoảng thôi. Được chưa? Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nằm ở dưới như thế này. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Đó, sau đấy thì các bạn CSS chi tiết vào bên trong nữa thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả, nó cũng không vỡ hay là gì cả. Được chưa? Còn đối với ở bên phải đây, chúng ta tác động vào các ảnh như thế này. Và chúng ta sẽ tác động vào các ảnh, chúng ta sẽ margin top ổn lên nhỉ. Đây, sẽ là 15 pixel. Đó. Được chưa? Thì các bạn sẽ thấy nó có một cái khoảng cách như thế này. Đó. Footer thì sao? Footer thì có lẽ là phần dễ nhất rồi. Đây,
chúng ta anh sẽ freestyle nhé. Thì đối với phần footer này thì anh sẽ định nghĩa width 100%, background anh để màu đen, color anh để màu trắng. Đó, này, chúng ta chạy nó lên xem nào. Thì footer nó đang bị ảnh hưởng bởi cái gì các bạn? Bởi float led, một cái mà chúng ta vừa dùng ở trên. Nên là các bạn sẽ thấy là nó sẽ bị tràn lên. Đâu rồi? Footer của chúng ta đâu rồi? Tại vì ở bên trong có content rồi nên là không cần set hai thì chúng ta cũng sẽ phải nhìn thấy cái text của nó đã. Nhưng chúng ta đang chưa nhìn thấy. Anh để hai khoảng 45 pixel để có thể nhìn được luôn nữa. Đây, background anh set là màu trắng. À rồi, sorry các bạn. Tại vì anh set màu trắng background, chữ trắng nữa thế đành ra chịu. Nhiều bạn đã từng hỏi anh là anh ơi tại sao em CSS xong mà không thấy chữ của nó đâu. Thì các bạn set màu chữ màu trắng với background cũng màu trắng, tìm mãi không thấy đâu luôn. Có rất nhiều bạn đã từng chat hỏi anh như vậy rồi. Thì cũng đơn giản thôi là các bạn mới học. Các bạn mới học nên là sẽ không tránh được cái việc đấy. Hai của anh sẽ bằng 45 pixel. Đó, thì đây là một cái, đây, để cho nó giữ vào text align center với trường hợp này. Thì các bạn thấy là những cái thuộc tính CSS ấy, chúng ta dùng nó cũng không nhiều đâu. Thực ra nó không quá nhiều, mà đặc biệt sau này các bạn viết theo hướng kế thừa, vì chúng ta sẽ học sang phần sát nữa. Đó, viết theo hướng kế thừa thì chúng ta sẽ có được một cái giao diện nó đơn giản như thế này. Nếu bây giờ chúng ta muốn chạy cái này trên mobile thì tại vì chúng ta không có design cho mobile, các bạn nhớ nhé, không có design cho mobile, nên chúng ta sẽ tự quy định với nhau là khi mà chạy cho mobile, nếu mà chạy với màn hình là 480 chẳng hạn, anh cùng các bạn phân tích một chút nhá. 480 nếu chạy ở màn hình này, tức là max width bằng 480 đấy, chưa kè đến chiều cao, thì chúng ta sẽ để hai cái này nằm ngang hàng nhau, đồng ý không? Chúng ta sẽ để nằm ngang hàng nhau đó, và tất cả nó sẽ nằm theo chiều rộng. Thì anh sẽ làm cho mobile luôn nhé các bạn, ok không? Thì anh sẽ làm cho mobile như thế này. Rồi, đối với mobile thì anh sẽ tạo ra một cái link dành riêng cho mobile. Đây, anh sẽ lấy theo cái này. Đây, anh sẽ có một cái link dành riêng cho mobile ở đây. Đó, khi chạy ở trên mobile thì anh sẽ tạo ra một file CSS là mobile. Đó, ok chưa? Trường hợp chạy với max width là 480, ở đây là 480 rồi. Đó, thì anh sẽ làm gì? Thì test thử cái chuyển background màu đỏ. Đó, được chưa? Bây giờ ý đồ của chúng ta là sẽ chuyển thằng này nằm ngang, tất cả mọi thứ sẽ nằm ngang. Thì lúc này anh sẽ định nghĩa đến cái gì các bạn? Từ trên mà xuống thôi. Header của chúng ta cho mobile thì cái này nó sẽ flex direction của nó sẽ là thành column. Thì các bạn sẽ thấy nó nằm như thế này. Nó sẽ nằm như thế này. Ok chưa? Được chưa? Và chúng ta nâng cái độ rộng của nó lên, mọi thứ lên để nhìn cho nó to, nhìn cho nó đủ lớn. Ví dụ width, anh sẽ để min width khoảng 250 pixel. Cứ để cho nó lớn lên. Đó, ok chưa? Và đồng thời anh sẽ thay đổi lại lần lượt từng chút một. Menu chúng ta cũng sẽ phải thay đổi. Đây, bản chất là chúng ta đi CSS lại thôi. Menu đang như thế nào thì menu cái này của chúng ta cũng sẽ bị thay đổi. Right, direction column. Đó,
Ok chưa? Và cái navigation sẽ không còn chiều cao nữa. Sẽ là auto. Đó. Hình như nó vẫn đang bị ảnh hưởng chiều cao thì phải. À, hai là của cái UL càng dễ thôi. Đó, chúng ta sẽ chuyển nó thành auto. Đó, ok chưa? Và cái này main của chúng ta cũng như vậy. Ta nên xử lý những cái chính trước. Thread direction bằng column. Đó, các bạn thấy chưa? Thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy được cái hình hài. Đây. Đó, thằng này width sẽ không phải là 20% nữa mà thằng này width sẽ là 100%. Đó thì nó sẽ ngay lập tức ra giữa. Được chưa các bạn? Cái logo này này. Thì sau header thì nó sẽ là logo, thì các bạn chỉ cần định nghĩa width bằng 100%. Đó, ok chưa? Cái anh sẽ để như thế này. Đó, ok chưa các bạn? Và lúc này anh sẽ định nghĩa đến cái này. Đó. Thì cái này lúc này anh sẽ định nghĩa như thế nào? Sau menu này thì anh sẽ định nghĩa thằng này sẽ có display là block border bottom 1 pixel solid. Đây, đây, đây. Đây. Đó. Nó đã mang display block rồi. Width 100%. À, còn phụ thuộc vào cái LI nữa. LI của chúng ta cũng tương tự như vậy. Anh sẽ để LI đi. Width 100%. Đó. Để các bạn có thể nhìn thấy cái khoảng cách của cái thằng này. Đó, ok chưa? Và chúng ta sẽ để line 2 khoảng 30 pixel, 25 pixel. Đó, ok chưa? Cho nó ra giữa. Sau này các bạn sẽ xử lý cái menu này. Được chưa? Còn cái H3 của slogan các bạn cũng sẽ thay đổi đi. Chấm slogan H3. Các bạn để font size khoảng 16 pixel thôi. Align center. Đó, mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn và các bạn sẽ để padding top 0 10 pixel này. À 0 pixel, right 0 pixel, bottom 10 pixel và 0 pixel. Đó. Được chưa các bạn? Rồi, phần tin ở phía dưới này thì sao? Chúng ta đã đưa cái này theo chiều dọc rồi, đúng không? ULLI thì chúng ta sẽ clear ở đây. Sau cái main này thì cái này của chúng ta sẽ clear, nó sẽ là gì? À, sorry, nó sẽ là float left, nó sẽ là gì các bạn? Unset, loại bỏ float left đi, không còn khái niệm float left nữa. Đó, hình như nó vẫn bị thì phải. Width 100%. À, rồi anh hiểu rồi. Thứ nhất là chúng ta phải
giải quyết được cái độ rộng của thằng này vì nó đang bị giới hạn bởi 80%, thì chúng ta sẽ width 100% cho nó, được chưa? Đó, các bạn sẽ ngay lập tức thấy là nó tràn ra này. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ có cái ảnh này sẽ không có floatlet nữa, được chưa? Loại bỏ nó đi. Unset. Đây. Đó, cái thứ ba nữa đó là gì? Chúng ta sẽ đưa toàn bộ cái nội dung này center. Anh đang có cảm giác nó vẫn bị tràn lên. Đây. Mục tiêu của anh là sẽ tách nó sẽ rộng ra. Width 100%, đây là theo, đây là chúng ta đang làm theo ý đồ của chúng ta đây nhá. Anh sẽ để cái này width 100%. Đó. Đó, ok chưa? Thì đúng đúng theo cái tư tưởng bài viết này. Được chưa các bạn? Đó. Đây. Và một điều nữa anh muốn thay đổi ở đây đó là padding. Padding bên trên thì 0 pixel, bên dưới top right thì khoảng 10 pixel, 0 pixel và 10 pixel bên trái. Đó. Tạo ra một cái khoảng hai bên như này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy đây là danh sách bài của chúng ta. Được chưa? Khi mà chúng ta chạy ở trên màn hình này. Đó. Thì sau này các bạn có thể xử lý một cái icon ở đây ẩn ẩn để khi click vào thì show được menu lên. Kiểu như vậy. Hoặc là chúng ta sẽ đưa cái menu lên trên đầu như thế này bằng cách là chúng ta để prefix như thế này các bạn này. Đây, các bạn để là prefix position fixed. Đó. Top sẽ bằng 0 pixel. Đó. Width sẽ bằng 100%. Ok chưa? Đó, kiểu kiểu như vậy thì chúng ta sẽ có một cái bar ở trên và sau này ẩn nó đi. Đó. Thì anh chỉ chữa theo kiểu chống cháy như này thôi. Tạm thời như này. Thì khi mà chạy trên desktop thì nó sẽ vẫn như này, nhưng mà khi mà chạy trên mobile thì nó sẽ phải đảm bảo cho chúng ta đối với màn hình này, thì các bạn có thể detect theo màn hình nữa. Ok chưa? Đó, còn ảnh ở đây thì sao? Ảnh ở đây thì các bạn nên xử lý như thế này. Tại vì không gian nó còn khá là rộng thì các bạn có thể xử lý đối với trường hợp là right này, thì các bạn sẽ display flex hai ảnh cùng nằm trên một cái, hiểu ý của anh không? Flex như thế này thì hai ảnh nó sẽ nằm trên cùng một hàng, đó, được chưa? Đây như thế này, nhưng các bạn sẽ chia ra width của ảnh ấy 50%. Và các bạn để grab là được. 50%. Các bạn nhìn thấy này. Về cái này không có độ rộng nên là chúng ta sẽ để flex là grab này. Và chúng ta sẽ để width cho nó. Width cho nó max width là 400. Max width là 200. 80 pixel. Đó. IMG chúng ta đã set width bằng 50%. Chúng ta sẽ xử lý thêm một chút. Tại vì cái này chúng ta đang chưa, anh sẽ để width là 480 này. Xem này. Đó. Thì ngay lập tức nó sẽ đạt được đúng cái yêu cầu này. Kiểu kiểu như vậy. Width. Đó. Thì đây là một cái case study khi mà chúng ta CSS cho nó về mobile như này. Được chưa? Đó. Thì anh sẽ chữa.
ở mức đơn giản như vậy. Ok chưa các bạn? Thì các bạn hãy thử nó ở trên máy của mình nhé, và vận dụng những cái mà chúng ta đã học để chúng ta làm responsive cho nó và dựng CSS cho nó. Thì anh sẽ gửi cho các bạn bài tập của buổi hôm nay nữa. Ok chưa? Lớp mình hôm nay vắng khá nhiều. Vắng khá nhiều. Anh không muốn điểm danh nữa. Các bạn chat lên đây cho anh nhé. Ví dụ như Hồ Đắc Di có này, hoặc là Thắm có này, như này, này. Anh biết luôn tên. Đấy, Hữu Luôn có này. Sao lớp này vắng thế nhỉ? Anh chỉ nhận được khoảng 4-5 bạn xin nghỉ thôi. Đó, thì đấy là những cái liên quan đến phần CSS. Các bạn hãy thử nó trên máy của mình nhé. Rồi, điểm danh đi các bạn. Có bất kỳ câu hỏi gì thì các bạn cứ chat hỏi nhé, đừng có ngại.